Một đêm của thư ký. Trời, vậy là linh cảm của chị là thật ư? Chị đã nghi rồi mà. Dạo gần đây anh Hùng khác lạ lắm, hay đi sớm về muộn. Lúc có điện thoại á thì lại vội vàng lánh mặt chị, ra chỗ khác mà nghe. Cô ta tên là Lê, là sinh viên năm 4, nhưng luôn tỏ ra mình là người có tiền, ăn mặc đồ hiệu và sống trong một căn hộ sang trọng. Chắc chắn đó là tiền cô ta đi mồi chạy anh rể em. Trời ơi, lại còn cho người tình ở trong căn hộ sang trọng, thật khốn kiếp. À, còn nữa, em thăm dò hàng xóm cạnh căn hộ cô ta, thấy bảo anh rể hay đến đó lắm. À, mà em còn thấy bảo ngoài anh Hùng, ả còn cặp kè thêm hai người nữa, nghe vẻ cũng toàn là đại gia thôi. Cái gì? Cặp với hai người nữa ư? Đúng vậy, chỉ là cô ta kín quá nên em chưa có chụp được bằng chứng. Nhưng chị yên tâm, em sẽ không để cô ta thoát đâu. Dám cướp chồng của chị gái em ư? Tại sao anh ấy lại nỡ lừa dối mình chứ? Chúng mình đã cùng nhau trải qua mọi chuyện mà. Mi, em sao vậy? Sao em lại khóc? Anh ta cặp bồ vậy mà vẫn còn hỏi han mình, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Hóa ra cứ chiều chiều tan giờ làm việc, anh ta bảo đi gặp đối tác, thực ra đi gặp cô ả. Tay trong tay ôm ấp yêu đương, cùng giờ đó ở nhà, mình đầu tắt mặt tối làm việc nhà chăm sóc con cái. Nhưng nếu mình bỏ anh ta thì con của mình sẽ không có bố. Nó sẽ thật thiệt thòi so với những đứa trẻ khác. Nếu nó biết mình và ba nó bỏ nhau, chắc chắn nó sẽ khóc. Mi, em sao vậy? Có chuyện gì mà em như người mất hồn vậy? Hay em mệt à? Vậy để anh bóp vai cho em nha. Lại còn có bộ mặt giả dối, lại còn bày trò bóp vai cho mình. Đúng là đồ lừa đảo. Không có gì. Em vừa nhận được tin buồn từ gia đình một người bạn em quen ấy mà. Thôi, anh vào rửa mặt mũi chân tay đi, rồi còn ăn cơm. Ừ, em đừng suy nghĩ nhiều quá, lại ảnh hưởng đến sức khỏe nha. Sao? Chị muốn gặp tôi ư? Tốt nhất là chị nên biết điều và nên buông tay. Anh Hùng yêu tôi, chúng tôi yêu nhau thật lòng, và anh ấy chỉ cần tôi thôi. Ngày nào anh ấy cũng đếm từng phút tan công sở để được đến với tôi. Thật là ấm áp. Sao? Anh ta chỉ nói được với cô có mấy lời rẻ tiền nhàm tai đó à? Rẻ tiền á? Rẻ tiền thế mà chắc lâu lắm rồi chị chẳng được nghe phải không? Còn tôi được nghe hàng ngày trong vòng tay yêu đương của anh ấy. Đồ hồn ly tinh khốn kiếp, thật không biết xấu hổ. Thật ra tôi cũng là phụ nữ nên cũng thấy thương và cảm thông chị lắm. Hai người đã từng yêu nhau mà. Một tình yêu thật đẹp. Anh Hùng kể với cô sao mà cô biết? Khổ lắm, tôi cũng chả muốn nghe đâu. Nhưng mà cứ rảnh là anh ấy suốt ngày đòi tâm sự, đòi chia sẻ với tôi. Ôi trời, đúng là đủ thứ chuyện để nói với nhau cả ngày chả hết. Nào chuyện buồn, rồi lại chuyện vui, rồi chuyện quá khứ, rồi tính chuyện tương lai. Hai người yêu nhau quá nhỉ. Chuyện đó còn phải nói. À, tiện đây á, tôi kể chị nghe anh Hùng đã nói với tôi thế nào về chị nhé. Em yêu, anh ước gì ngày nào cũng được ngủ cùng em, bên em, thưởng thức hơi ấm của em như thế này. Em cũng vậy. Sau từ ngày quen anh, bên anh á, em thấy cứ như chúng mình sinh ra để thuộc về nhau. Anh cũng thấy vậy em yêu à. Thế
còn vợ anh, cô ấy so với em thì thế nào? Ơi trời ơi, anh và vợ anh giờ chỉ là tình nghĩa, có tí tình yêu nào nữa đâu. Mà em thấy ngay đó, so với em, cô ấy khác gì vịt so sánh với thiên nga. Thật vậy đúng không? Mà ước gì á, em được gặp vợ anh để xem cô ấy so với em như thế nào. Em so sánh mà làm gì? Không, em muốn anh so sánh cho em nghe cơ. Nào, ngồi dậy đi, nói thật rõ ràng và chi tiết cho em nghe. Em và vợ anh khác nhau gì nào? Thôi được, gấu yêu thích thì anh chiều nha. Đây này, em trẻ trung xinh đẹp, vợ anh già nua xấu xí, em dịu dàng e ấp, vợ anh hùng hổ và quan khoát cả ngày như một con gà mái. Và nhất là em tươi mát nóng bỏng, còn vợ anh thì khô cằn như... Như gì hả? Sao anh cứ ấp úng thế? Như một quả táo tàu héo. Hay nhỉ. Cô chắc đủ lớn để hiểu, không gã đàn ông nào trên đời khen vợ khi ở cạnh nhân tình. Thôi, tôi và chị, chúng ta không phải đến đây để tâm sự triết lý cuộc đời. Có điều này tôi nói để chị hiểu. Chồng của chị, anh ấy đã cạn tình với chị rồi. Tôi hỏi nhỏ một câu, vậy bao lâu rồi anh Hùng và chị không gần gũi nhau? Việc này tôi cũng biết hết đó nha. Mày Chị dám đánh tôi hả? Tôi sẽ mách anh Hùng vì chị gặp tôi và đánh tôi. Hãy cứ nói với bất cứ ai cô muốn về sự vô liêm sỉ của cô và về cái tát này. Được, vậy tôi nói cho chị biết, anh Hùng nói sẽ bỏ chị để cưới tôi. Chị nên tự rút lui đi, đừng để đến lúc bị đuổi, xấu hổ lắm. Mình phải thật bình tĩnh, không được để cô ta thấy mình đang đau đớn và tổn thương như thế nào. Mình càng lộ ra điều đó thì mọi kế hoạch của mình sẽ đều đổ vỡ. Tôi hơi quá tay, cô cho tôi xin lỗi. Cô cứ ngồi xuống đi. Tôi thật ra đến gặp cô không phải để cãi vã với cô, mà vì muốn nói chuyện chân thành với cô thôi. Được, nể tình chị biết xin lỗi, tôi còn nghe đấy nhé. Nào, muốn nói cái gì á, chị nói nhanh lên, tôi cũng rất bận đấy nhé. Quà tặng cô này. Quà tặng tôi? Cô và tôi thì có quà gì để mà tặng nhau? Thật ra tôi đến đây gặp cô hôm nay không phải để tranh giành anh Hùng, mà tôi nói thật, đã từ rất lâu tôi đã chán ngán với việc là vợ của anh Hùng rồi. Giờ có cô vào thay thế, tôi cũng yên tâm mà ra đi. Cũng nhờ vậy mà khoản nợ chục tỷ này sẽ được trút bỏ khỏi vai tôi. Cái gì? Khoản nợ 10 tỷ? Cô không biết ư? À đúng rồi, cặp bồ thì luôn phải chân diện vẻ thành đạt chứ nhỉ. Nhưng cô đâu biết, đó chỉ là vỏ bọc thôi. Thực chất anh ta đang nợ 100 tỷ. Tất cả nhà, công ty đều mang ra thế chấp ngân hàng. À còn nữa, có cả hợp đồng vay mượn chục tỷ với công ty khác. Cô xem kỹ vào nha, sau này cô sẽ là người thay thế tôi gánh vác chúng đấy. Sao lại có chuyện đó chứ? Để tôi hỏi lại anh Hùng. Tôi thấy cô thật là ngu ngốc. Cô nghĩ sao khi tự dưng anh ta lại đi thừa nhận mình mắc nợ, trong khi đang tạo một vỏ bọc bảnh bao đã ra trước mặt cô chứ? May mà có cô đến, tôi mới trút bỏ được gánh nặng này. Tôi cảm ơn cô trước. Tôi sẽ sớm dọn đồ ra khỏi nhà. Cô cũng về chuẩn bị đồ đạc đi, anh Hùng cũng sẽ sớm đến đón cô thôi. Không, không thể có chuyện đó được. Em hãy chuẩn bị cho chị một vài giấy tờ, trong đó phải ghi các khoản nợ của công ty và anh Hùng lên tới vài trăm tỷ. Bộ chị muốn tạo chứng cớ hả? Đúng vậy. Tuy có bộ mặt ngây thơ, nhưng thật ra cô ta rất cáo già. Nói không cô ta sẽ không tin đâu. Chúng ta sẽ phải có chứng cứ. Nhớ là có hợp đồng vay tiền chục tỷ với bên đối tác nữa nhé.
Chắc chắn cô ta đang hoang mang với đống giấy tờ giả đó, và rồi sẽ dần lộ bộ mặt thật ra. Yêu nhau thật lòng ư? Để rồi xem. Tối nay anh có cuộc hẹn với đối tác, chắc phải dẫn họ đi ăn. Em ngủ sớm đi nha. Vâng, em biết rồi. Em biết hôm nay anh bận, bởi hôm nay là sinh nhật của cô ta mà. Gói cho tôi chiếc này. Anh quả thật là người có con mắt tinh tế. Chiếc túi này vừa về sáng nay, là phiên bản giới hạn, mới về có mấy cái thôi đấy ạ. Tôi hiểu tính cô ấy mà, cứ cái gì mới nhất cô ấy phải có cho bằng được. Ồ, sao chồng em lại tới đây thế này? Sao em... Em đi cùng một người bạn, vô tình trông thấy anh bước vào đây. Anh mua gì vậy? Túi của anh đây ạ. Ồ, anh mua túi ư? Anh mua để tặng em đấy mà. Anh tự nhận thấy dạo này mình hơi vô tâm nên muốn bù đắp cho em. Đến giờ phút này anh vẫn còn đóng kịch được ư? Sao em lại nói như vậy? Anh đừng giấu như vậy nữa. Em thừa biết anh có bồ ở bên ngoài, và hôm nay là sinh nhật của cô ta, nên anh mới mua một chiếc túi hàng hiệu tặng như vậy. Em đừng tin ai nói gì. Anh chỉ có mình em thôi mà. Đến nước này mà anh vẫn lừa dối em ư? Anh xem đi, đây là gì? Em... Anh hỏi tại sao em lại biết ư? Là linh cảm. Linh cảm của một người vợ nói cho em điều đó. Nhưng linh cảm cũng mách cho em rằng anh đang bị dắt mũi, bởi cô bồ của anh chỉ là thực dụng, chỉ cần tiền của anh thôi. Ngoài anh ra, cô ta còn cặp với rất nhiều người giàu có khác nữa. Anh xin lỗi vì đã lừa dối em. Chỉ vì một phút nông nổi. Nhưng cô ấy ngây thơ và tội nghiệp lắm. Em đừng làm gì tổn hại đến cô ấy. Ngây thơ ư? Anh nghĩ cô ta ngây thơ và thật lòng với anh à? Anh nhìn đi, đây là gì? Em lấy đâu ra bức ảnh này? Em theo dõi cô ta. Em làm gì anh không cần quan tâm. Chỉ biết là cái bức ảnh này đang nằm trên tay em. Sao? Người đàn ông âu yếm trong ảnh này có giống anh không vậy? Cái này... Anh có biết cô ta là loại cáo già? Cô ta chỉ lợi dụng tiền của anh mà thôi. Ngoài anh ra, cô ta cặp kè với rất nhiều người, thậm chí là đại gia. Anh tỉnh lại đi, cô ta không hề ngoan hiền như anh vẫn tưởng đâu. Anh biết anh là người có lỗi vì có người thứ ba bên ngoài. Nhưng em đừng vì vậy mà nói xấu người ta. Cô ấy chỉ là sinh viên, cô ấy đang học trường sân khấu và diễn xuất. Cái này có thể chỉ là vai diễn của cô ấy. Cô ấy suốt ngày chỉ biết có học hành, ngoan hiền, làm gì có chuyện cặp kè với nhiều người như em nói chứ. Vậy là anh tin cô ta mà không tin những lời em nói ư? Không phải, nhưng những tấm ảnh này không thể chứng minh những lời em nói là đúng. Em có bằng chứng nào khác chứng minh những lời em nói là đúng không? Em... Cô ấy thật sự là một cô gái lương thiện, ngoan hiền. Em đừng làm gì tổn hại đến cô ấy. Anh xin em. Anh... Giờ anh còn thương cô ta hơn thương người vợ luôn hy sinh vì anh, chăm sóc anh. Anh coi cô ta là lương thiện, ngoan hiền, trong sáng. Còn tôi là độc ác, bỉ ổi, xấu xa. Được, anh muốn có bằng chứng chứ gì. Vậy hãy lấy chính chiếc túi này để làm phép thử nhé. Phép thử ư? Đúng. Chẳng phải anh nói cần bằng chứng ư? Em sẽ chứng minh cho anh thấy anh đã tin nhầm người. Để em cho anh thấy anh đã sai lầm như thế nào. Sao em lại làm vậy? Sao lại cắt nát chiếc túi chứ? Em có biết đây là đồ hiệu rất đắt không? Vì nó là đồ hiệu nên mới phải cắt mát. Em nói gì anh không thể hiểu được thế. Giờ em sẽ thay chiếc mát hàng hiệu này thành đồ hàng chợ và cào xước chiếc túi. Việc của anh chỉ cần đến đưa cho cô ta chiếc túi này, nói mình làm ăn thất bát,
nên chỉ mua được túi giả rẻ tiền tặng cô ta. Ờ, ý em là sao? Anh không hiểu. Anh chỉ mang chiếc túi này đi, anh sẽ biết hết sự thật. Còn chuyện chúng ta, em và anh sẽ nói chuyện sau. Mình có nên làm phép thử này không? Nhưng vợ mình, cô ấy rất thông minh, chắc chắn đã biết được điều gì mới dám làm thế này. Chẳng lẽ đây là quà anh tặng em, chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn anh yêu. Sao nhìn thì mới mà lại có vết xước thế này, lại còn mát Made in China nữa. Anh mua hàng vỉa hè tặng cho em ư? Trước đây anh có bao giờ làm vậy đâu. Anh xin lỗi, dạo này công ty gặp chút khó khăn nên tình hình tài chính của anh không được như trước. Anh chỉ có thể tặng em chiếc túi phách này thôi. Nhưng em yên tâm, đợi một thời gian nữa tài chính anh phục hồi, anh sẽ tặng em nhiều chiếc túi hàng hiệu trị giá gấp trăm, gấp nghìn lần chiếc túi này luôn. Đừng có giận anh, hãy hiểu cho anh một lần này thôi. Em có chút việc bận rồi, em đi trước, anh về sau nhé. Kìa em, mình vẫn chưa ăn xong mà. Đây là một đối tác rất quan trọng, em không thể không gặp được. Thôi được rồi, em bận thì cứ đi đi, mình nói chuyện sao vậy. Còn quà của anh, em cầm lấy đi. Nghĩ sao mà lại tặng mình chiếc túi giả mạo này chứ. Thật là, tưởng đào mỏ được đại gia, ai dè lại đúng phải đại gia rỡm. Số mình đen thật đó, thứ rác rưởi này làm sao xứng với mình chứ. Alo, anh yêu. Vâng, em vẫn đang chờ anh đây. Anh đến sớm đi, nhớ anh lắm rồi nè. Cô ấy. Anh yêu, hôm nay sinh nhật em đó, quà anh dành cho em là gì nào? Cưng ơi, em muốn sao trên trời, anh còn hái xuống cho cưng luôn nè. Lê, sao cô lại làm vậy với tôi chứ? Anh lên xe trước đi, em sẽ lên ngay nhé. Ok em yêu, anh đã đối xử với em rất tốt, phản bội cả vợ anh để đến với em. Nhưng tại sao em lại làm vậy với anh chứ? Em nói em yêu anh thật lòng mà. Anh nghĩ sao? Anh nghĩ trên đời này vẫn còn thứ tình yêu gọi là thật lòng ư? Em... Tôi tưởng anh là đại gia, lắm tiền nhiều của, nên mới tới bòn chút tiền của anh thôi. Ai dè, anh chỉ là đại gia rỡm, chỉ là cái vỏ bọc. Thực chất, anh nợ nần ngập đầu, đến quà tặng cũng chỉ là chiếc túi giả. Anh nghĩ tôi vẫn còn ở lại với một kẻ cố rách áo ôm như anh sao? Cô... Tốt nhất anh nên về với bà vợ quê mùa dốt nát của anh đi, đừng làm phiền tôi nữa. Với tôi, anh giờ chỉ là thứ vứt đi thôi. Tôi đến với anh chỉ vì tiền, nhưng một khi tiền hết thì mọi chuyện cũng phải chấm dứt, anh nghe chưa? Trời ơi, tại sao lại như vậy chứ? Tôi đã lừa dối vợ con để nhận lại được điều gì thế này? Tôi thật là một thằng chồng không ra gì. Vợ ơi, anh đã sai rồi, anh đã sai rồi. Sao? Chiếc túi cũ đó đủ để cô ta lộ bộ mặt thật của mình rồi chứ? Anh xin lỗi em, là anh sai. Anh sai khi đã phản bội em. Anh cũng tưởng là cô ta thánh thiện, vì anh cảm thấy có lỗi nếu bỏ rơi cô ấy nên... Vậy còn em thì sao? Anh không hề cảm thấy có lỗi với em hay sao? Em là vợ của anh, là mẹ của các con anh. Chúng ta đến với nhau từ lúc cả hai đều trắng tay, vậy mà... Anh xin lỗi, anh đã phụ em rồi, giờ anh biết rồi.
Gia đình mới là thứ cần trân trọng và đáng giữ gìn nhất. Anh xin em, hãy cho anh thêm một cơ hội. Anh hứa sẽ không bao giờ phụ em và làm em thất vọng nữa. Em đã từng nghĩ tới việc ly dị, nhưng lúc đó con em sẽ ra sao chứ? Anh xin em, cho anh một cơ hội sửa sai và bù đắp cho em. Anh xin em. Anh thấy đấy, kẻ thứ ba nào cũng nhân danh tình yêu, nhưng một khi đã là kẻ thứ ba thì nhân cách chẳng đáng một xu. Anh hiểu chứ? Anh hiểu rồi. Anh hứa sẽ không bao giờ phụ lòng em nữa đâu. Đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối cùng em tha thứ cho anh. Nếu để xảy ra chuyện này một lần nữa, sẽ không bao giờ có chuyện anh được quay trở lại ngôi nhà này. Anh hiểu không? Anh hiểu, anh hứa, anh xin hứa, anh sẽ chỉ có em và gia đình này mà thôi. Cảm ơn em vì đã tha thứ và cho anh một cơ hội để quay lại. Cảm ơn em. Phát minh đồng xu hoàn hảo của Newton. Đây là một bộ phim dựa theo câu chuyện có thật về nhà khoa học lừng danh thế giới Newton với phát minh đồng xu hoàn hảo ở nước Anh vào thế kỷ thứ 17. Winthropper, Anh, thế kỷ 17. Quái lạ, tan giờ học rồi mà không biết thằng bé lại lang thang chỗ nào mà giờ này còn chưa về nữa. Ôi, các cậu làm gì vậy? Nếu cậu mà mách cô thì cậu sẽ không yên thân với tụi này đâu. Mẹ nó bỏ nó đi lấy chồng mới đó. Nó ở với bà ngoại, giờ chẳng ai thèm đối hoài gì đến. Sao các cậu lại nói tới như vậy chứ? Đồ yếu ớt như con gái, giỏi thì đuổi đi nè. Bằng tất cả nỗ lực, tớ sẽ chứng minh cho các cậu thấy rằng ở đây tớ là người giỏi nhất, không ai có thể vượt qua được tớ. Trời ơi, nhìn cháu kìa, quần áo lấm lem hết cả người rồi. Bà ơi, các bạn trên lớp đều bắt nạt cháu. Các bạn nói những lời rất khó nghe với cháu. Là do các bạn không hiểu chuyện thôi mà. Do mặt trời luôn thay đổi vị trí nên cái bóng cũng thay đổi. Nếu lợi dụng điều này, ta có thể nghĩ ra một chiếc đồng hồ mặt trời bà ạ. Những điều cháu vừa nói phức tạp quá Newton à. Nó chẳng giống với việc vắt sữa bò hàng ngày hay là chăm lũ gà đẻ trứng cả. Cháu đừng có mấy suy nghĩ kỳ lạ và viển vông này nữa. Thật chẳng ra làm sao hết à. Bà ơi, sau này cháu sẽ trở thành một nhà phát minh. Trời ơi, từ khi sinh ra cháu, cháu đã là đứa trẻ yếu ớt. Bà chỉ mong cháu có thể tự nuôi thân là tốt lắm rồi. Rất lâu sau đó, thành tích học tập của Newton mấy tháng nay liên tục đứng đầu trường đó. Để cậu ấy thật, không hổ danh bác học. Newton, thành tích của cậu khiến cho cả tôi cũng phải nể phục. Cậu nghĩ sao nếu tôi bày tỏ ý muốn giữ cậu lại để làm giảng viên cho trường? Cảm ơn thầy hiệu trưởng, em rất vui nhận được vinh dự này. Nhanh lên, chúng mà phát hiện ra là tơi cả lũ bây giờ. Phi vụ này mà trót lọt, ta sẽ thưởng lớn. Nhìn những đồng xu sáng loáng đẹp mắt thế này, làm sao mà mọi người có thể phân biệt được đâu là tiền giả và đâu là tiền thật chứ? Bọn buôn tiền giả ngày càng táo tợn và lộng hành. Hãy bao vây tất cả các hướng, không để chúng thoát. Chắc chắn là một cuộc đụng độ với bọn buôn tiền giả rồi. Khẩn trương lên, anh ta đã chết rồi, còn đây là bạc nấu chảy cùng với những đồng xu rơi vãi chúng để lại. Hãy bao vây đường biên giới, liên lạc với quân đội Pháp để truy bắt tận gốc, kiểm tra từng người vượt biên. Bạc này là giả hay là thật vậy? Ồ hay, quý ông nói gì lạ vậy? Đây là tiền thật chứ giả làm sao được? Nè, ý ông ám chỉ là tôi lừa gạt ông hả? Dừng lại, tất cả các người đều bị bắt giữ để điều tra về tiền giả. Hả? Có chuyện đó thật sao? Đã tìm ra kẻ chủ mưu chưa? Thưa nhà vua,
toàn bộ những người trong nhà máy đút tiền đã bị bắt giữ để điều tra. Những bọn buôn tiền giả tràn lan, lẫn trốn ở biên giới chưa bắt được hết. Có điều là hệ thống tài chính của nước ta đang lâm vào sự khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng thấy. Trên thị trường bây giờ không thể phân biệt được đâu là tiền thật và đâu là tiền giả. Hàng hóa trở nên bất ổn về giá trị, không thể quy đổi bằng tiền. Đúng vậy, lượng bạc được bớt xén trong khi đúc tiền sẽ được chảy máu sang Pháp qua đường biên giới để được giá cao hơn. Đường tiêu thụ thì yên tâm, tôi có liên lạc với một nhóm chuyên buôn bạc giả có một đường dây xuyên biên giới. Giờ thu lại hết các đồng xu trong nước và cho đúc lại một mẫu khác từ đầu, liệu có kịp không? Dạ thưa nhà vua, điều đó là khó có khả năng, vì những đồng xu lại tiếp tục được làm giả với kỹ thuật tinh vi hơn và chúng ta không thể nhận biết sớm được. Giờ hệ thống tiền tệ sẽ phải xử lý thế nào đây? Nếu duy trì thế này, nền kinh tế của chúng ta sẽ bị đánh sập bất cứ lúc nào. Thưa nhà vua, trong hội đồng khoa học Anh có một nhà phát minh rất thông minh là Newton. Nhanh cho gọi ông ấy đến đây. Thưa nhà vua, thần đã có phương án giải quyết, nhưng thần có một yêu cầu. Người cứ nói, bất cứ yêu cầu nào của ngươi, ta cũng có thể đáp ứng. Chỉ cần ngươi tìm ra phương án có thể lưu hành tiền tệ và đảm bảo chúng không thể làm giả được. Thần xin nhà vua thu hồi lại toàn bộ các đồng xu trên cả nước. Trong vòng một năm, nước Anh thị trường thay vì lưu thông bằng tiền thì mọi người sẽ lưu thông bằng hàng hóa. Ôi trời ơi, trong vòng một năm thị trường lưu thông bằng hàng hóa ư? Như vậy sẽ rất bất tiện. Và giá trị quy đổi sẽ tính thế nào đây? Liệu có khi nào sẽ làm tất cả náo loạn không? Hàng hóa sẽ được quy đổi cho các nhà quản lý quy định. Chỉ trong một năm thôi, tôi sẽ tìm ra cách đúc tiền mà không thể có một kẻ nào làm giả có thể làm được. Tôi tán thành cách xử lý của ông ấy. Chỉ có như vậy mới dứt điểm được nạn làm tiền giả thôi. Nhưng mà không ai dám đảm bảo cách của ông ấy sẽ không tiếp tục bị làm giả lần thứ hai. Người đảm bảo chắc chắn trong thời hạn một năm chứ? Thần xin lấy tính mệnh của mình ra bảo đảm. Được rồi, vậy ta quyết định trong vòng một năm tới, nước Anh sẽ thu hồi tất cả đồng xu ở tất cả các mệnh giá, thay vào đó là lưu thông hàng hóa. Newton, hãy bắt đầu công việc nghiên cứu của mình đi. Tôi phải lên tận cửa hàng lớn mới có thể đổi được hàng. Thu hồi tiền bạc thế này bất tiện quá đi. Vâng, chịu khó một thời gian, chắc chắn chính phủ sẽ tìm ra cách ông ạ. Sao lại có mùi khét ở đây? Ông ơi, cháy rồi, cháy ông ơi. Bên ống tay áo bên phải. Ông không thấy đau sao? Tay ông bị bỏng hết rồi đây nè. Mãi làm việc quá ta không để ý. Đã mấy tháng trôi qua rồi, ta vẫn chưa nghiên cứu ra cách đúc một đồng xu hoàn hảo mà không ai có thể làm giả được. Những thí nghiệm liên tục bị thất bại nên ta cần phải chăm chỉ hơn nữa. Nhưng mà ông cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Con người làm việc đến 18 giờ một ngày, không ăn không uống thì sao chịu nổi? Ta không sao đâu, thời gian gấp lắm rồi. Một năm sau. Newton, đã hết thời hạn một năm, câu trả lời của ngươi là gì? Không biết sự tin tưởng của nhà vua dành cho ông ta có trở nên vô ích không? Thưa nhà vua, thần đã tìm ra những đồng xu hoàn hảo này, không một ai có thể sao chép được hết. Hoàn hảo ư? Ông lấy căn cứ đâu để khẳng định đây? Thần sáp dụng định luật làm lạnh để làm chậm sự làm lạnh của đồng xu và giảm biến thể, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều bạc. Thêm vào đó, đồng xu hoàn hảo trên tay các vị với các đường khía theo một công thức bí mật, chỉ có những cỗ máy do thần chế tạo ra mới có thể tạo ra các đường khía đó. Công thức bí mật này chỉ được tiết lộ cho những ai có nhiệm vụ quản lý tiền tệ thôi. Giỏi lắm Newton, ngươi đã không khiến ta thất vọng. Sau này, các đồng xu hoàn hảo của Newton đã được lưu hành rộng rãi khắp trên thị trường và quả thật không ai làm giả được. Từ đó, nạn buôn tiền giả cũng chấm dứt.
hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.